Nó đi phát được tiếng rồi. 500 mấy tắc thủ. Con đường chạy 500 mây rất nguy hiểm là đầu tiên, xong rồi đồ về bây giờ nó trôi hết rồi. Bây giờ là xong rồi, chén bớt rồi, tao thấy là mọi người ơi. Lên đi con. Ai à, đồ đọt trong nồi tủ chén bớt rồi, tao thấy là mọi người ơi. Rất nguy hiểm, bây giờ là còn ngày nước còn xuống nhiều mọi người, rất nguy hiểm mọi người ơi. Lẩu xuống rồi. Lẩu xuống rồi, lẩu xuống rồi. Anh gọi thế này không? Dạ không. Lẩu xuống rồi mọi người ơi, nguy hiểm quá. Ở non đầm mây. Non đầm mây, non đầm mây, non đầm mây. Mình không có được tí đâu các bạn. Đây là lẩu kỷ lục ở non đầm mây là đầu tiên đó mọi người. Và phía trước nhà thiết kế. Đủ cái nuôi nó lỡ rồi kìa. Nuôi nó lỡ rồi. Nuôi nó lỡ rồi kìa. Này nào đó chay nào cái này. Nuôi nó lỡ rồi kìa, hè cái nuôi nó lỡ kìa. Ờ. Thấy chưa? Ờ. Cái nuôi nó lỡ không?
Ai nuôi nó lửa không? Ai nuôi nó lửa không? Ở kia bên kia có kia có những cái những cái kia hết nuôi nữa vậy nè. Tam từ lâu mình lo mình đi đây. Đây mình xuống dưới đây. Lại xuống dưới đây. Đó đó lửa đó. Không được đâu, đây 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 nữa không được đâu anh. Sợ đem được luôn á. Bây giờ người dân đang di tán. Rất nguy hiểm mọi người, có thể lỡ núi. Mọi người đang đi di tán mọi người, rất nguy hiểm. Có thể lỡ núi. Đây là người dân đang đi di tán. Đấy. Thôi chờ mình là mình khóa cửa lại. Khóa cửa lại lấy hết đồ điện thoại rồi con. Núi lửa. Ở núi lửa khăn. Núi lửa đó chứ thì cái núi lửa thiệt cái mà dẫn nào. Bây giờ mọi người đang chạy. Ồ, tài la rồi, lỡ núi em ơi, kinh lắm. Bây giờ là người dân đang đi từ đây. Thấy lận. Có mấy thì thấy mấy hỏi đây này để em có coi nha. Mọi người đang đi di tán rất là nhiều. Đây là trận lũ lịch sử của Nam Trà My đó mọi người. Nó nằm mấy là như vậy thì hiếm chi là ở nơi khác mọi người. Không có núi nó lỡ được kìa. Cần không có núi nó lỡ được kìa. Kinh. Núi nó lỡ rất nguy hiểm mọi người, bây giờ người dân đang đi đón đất đó đồ đổ về đây rất là nhiều. Không nghe máy được. Nghe đi đây đâu. Hey. Ô đang đen nhọt đó. Chết núi lửa ra kìa. Hiện độ, anh nó bỏ ra đỡ hiện độ cũng nguy hiểm. Anh núi sao hiện độ thắt kinh không? Ở chỗ con mòn á. Đây chữ đây hết mà. Đó, đây là đang bây giờ là mà đang như ở Nam Trà My á, chỗ chợ Nam Trà My á em ơi, chỗ có qua mùa hè á, lỡ xuống, lỡ núi xuống, lỡ núi, sao vẫn có mùa hè? Có lỡ đất nó có, con thấy lỡ đất nó có, mình lỡ đó là phải lỡ, mình lỡ đó có.
bây giờ nước rất là nguy hiểm, không biết là đây là trận lũ lịch sử đâu mọi người. Nam Trà My đây cũng là lần đầu tiên. Xin lỗi, 2 miếng luôn, 2 miếng đó. Đây còn đứng là nhìn thấy lỡ 2 miếng đất đó kìa. Ok, bên đây qua đây đứng rồi nè, lỡ 2 miếng đất rồi kìa. Cái đó là đó hả? Ừ, 2 miếng bên đây nè. Biết rồi. Núi lỡ rồi mọi người, đây là tầng lũ lịch sử của Nam Trà My. Mọi người đang lo. Mà anh ở dưới nói chuyện, chị nói chuyện xuống lẹ kìa. Mà anh ở trên đây chạy nói chuyện xuống lẹ rồi. Bây giờ là người dân đang đi di tán rất là nhiều, rất nguy hiểm. Lần đầu tiên lên Nam Trà My mấy chục năm qua. Và đây là 2 vợ chồng trẻ đang di tán là anh Thần với anh Phúc. Bỏ sim trốn luôn rồi, đây mời chồng anh bắt trốn luôn rồi. Em ngã ba bầu quê. Ở ba bà quê đang đi di tán nên không thể ở đây đó được. Mình chạy ngoài đường thôi, mình đứng trong lề mà. Nam Trà My thất thủ. Bây giờ chỉ còn em bị tôm thôi. Lên coi. Chịu giờ đi cho mấy đứa đi chứ đãi càng tới đây luôn. Ờ. Để bắt nước cho anh em mình uống đó. Anh em mình đứng đây. Ờ không biết nữa. Thêm nó còn lỡ 2 miếng rồi kìa. 2 miếng thằng bay nữa đâu. Đây nếu thằng bay hết rồi. Ờ. Mà ừ, mà Vinaphone mà. Vinaphone tài trợ mà anh chạy con đó. Vinaphone tài trợ. À vô lá điện thoại. Không vì chúng ta là đang ở trong cái bầu hề là 20 đất sọt rất lỡ rất là to. Mọi người có thể nhìn thấy được 20 đất chúng ta đang quay là rất là to đúng không? Ờ. Ờ, để nhìn thấy được. Là bây giờ mọi người đang di tán có thể là nguy cơ đó sẽ là đổ xuống rất là mạnh. Nên bây giờ là chúng ta đang là lành vũ quá rồi sửa trống mất dây luôn rồi. Hãy với họ đi đi. Tính của mò mới nói lắm. Họ đi đi. Hãy với họ đi đi. Em mới có cái gì nhỏ. Mà qua Trung Thịnh là cho vô không biết ngay, chưa biết ngay.
Dạ có, giờ nó ngõ bo bò huyền lên, còn bây giờ không giống đi ra ngoài nữa. Rừng trong 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 cái rừng lại dòng cho họ kia. Đây bây giờ nó trâu rất là ra hết rồi mọi người, nguy hiểm quá. Đây là ở chỗ đoạn đến chợ xuống bản biết rồi, cho hết rồi. Bây giờ mọi người đang di tán rất là nhiều, chưa biết đoạn cây xăng không xuống được tại vì đi qua chỗ 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 cầu Thần Ánh nó bị hư rồi. Đây là lũ kỷ lục của nông Trà My, núi Bà Què đang bị lỡ. Nông Trà My ơi, có chỗ chờ nông Trà My. Bất cái mưa này bất đó chứ. Ở nông Trà My em ơi. Người dân đang di tán rất là nhiều, núi Bà Què đang bị lỡ. Phóng viên nông Trà My, Aluminum đang tác nghiệp. Mùa núi nó lỡ trên mọi người thấy núi lỡ không? Bị lỡ núi em ơi, bị lỡ núi em ơi. Đây là đường quốc lộ, nhưng mà đường quốc lộ nhưng mà nước nó như vậy thì mọi người. Nôm Trà My thất thấu rồi. Ngọ đây xuống đây đây này. Đi đi. Còn vào đây chứ. Đi đi. Đây là trận lũ kỷ lục. Chưa bao giờ có luôn rồi mày. Đứng trong nhỏ mà, chứ còn lộn. Đi quốc lộ mà. Đồ mà có lỡ to kinh quá kìa, cái gì nó nói tự lỡ to kinh không quá. Cái gì hai miếng nữa kìa, lỡ to kinh không. Hai miếng nữa kìa. Đâu nhà tôi nói, sao nó chạy giật kìa. Gặp trên đầu nó tao gì là cái thùng bò ba chưa được nói qua quốc hải lệ thiệt, tôi nói nã rồi mình bị đuối mình sống rồi mà nói cái nó kia là không kỳ cái này không nghe được chứ gặp lại rồi chứ gặp lại không mưa cái này gặp liền cái nha anh nãy mới đi nó sơ sơ thôi ngay mà bùng chạm vừa với tới nhỏ hết ô quá kinh vừa lấy quá mà mưa đá túi là đây là đơ liền. Mới này còn biết từ nữa mà chưa tập đi nay cỏ hết hả thầy vẫn là mày chúng ta cỏ chứ ông dương ông thọ dương trôi qua là con trôi tới đây chụp lại rồi trôi tới đây nè chụp lại nè ở nông Trà My anh ơi, có nông Trà My anh ơi, anh Vũ Trần nông Trà My. Đó là núi phía sau nhà Bà Què lỡ rồi. Bây giờ là mọi người đang di tán. Đây là trận mưa là kỷ lục của nông Trà My lần đầu tiên. Và mọi người đang đi di tán rất là nhiều.
mong mọi người chia sẻ. Dạ anh sạt lỡ cho nên nôn đồ mây không có thi điện anh ơi. Sạt lỡ nôn đồ mây anh. Ok anh nhìn hai cái núi nó lỡ rồi kìa. Ok hay là hai cái núi nó bị lỡ. Dạ đang mọi người đang di tốt. Ở tốt nghiệp phát tí mà. Anh dùng Vino. Thôi mọi người đi, kìa, đi hết mọi người đi hết đi. Mình không ơn, chúng ta đang tắt nghiệp ở đâu là mày. Hả? Mà lên bồng cho mấy tính kèm bồng mình ra câu này. Và mưa còn lớn thì cái đầu nó sẽ lỡ đi mọi người. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm quá mọi người ơi. Dầu lắm cháy để mình phát được tiếp vào dầu lắm cháy. Đi không còn gì. Cầm máu mưa lên. Cầm máu mưa là phát tiếp ức. Cái chín rồi cua sang này chứ để gì.